Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 cho đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Nam đến Bình Định, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển theo hướng Tây rồi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm thành bão kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, nên mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có khả năng sẽ tăng trở lại. Có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Do mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn nên lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có thể lên báo động 2 đến báo động 3. Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục diễn ra và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, quý vị cần hết sức cảnh giác. Do mưa nhiều nên nhiệt độ không quá cao, chỉ từ 26 cho đến 29 độ ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và từ 28 cho đến 31 độ ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay cả hai khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực Bắc Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai có nơi xuất hiện mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng gió giật mạnh. Còn vào ban ngày, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên ở mức từ 26 cho đến 29 độ, còn Nam Bộ với mức nhiệt độ là từ 29 cho đến 32 độ. Quay trở ra Bắc Bộ và Thanh Hóa, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết tiếp tục khô ráo, không mưa. Vào đêm và sáng trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, vùng núi cao có nơi còn thấp hơn. Vào ban ngày, trời có nắng hanh, nhiệt độ ban trưa ở mức nhiệt từ 26 cho đến 29 độ. Chi tiết tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng mai có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Thời điểm này trời lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 19 cho đến 21 độ, vùng cao nhiệt độ từ 13 cho đến 15 độ. Sang ngày mai trời hửng nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ, vùng cao nhiệt độ từ 24 cho đến 26 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động thường nhật. Và cuối bản tin là phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.